Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay tôi đang đứng ở đây là vị trí của xã Sông Xoài thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cái đèn xanh đèn đỏ chỗ kia chính là đường Mỹ Xuân Ngãi Giao. Đây đường nhựa to đẹp. Đây cái nô đất này là có chiều ngang là 52 m. Chiều ngang 52 m, tổng diện tích nó là khoảng 2.500 m². Đây là đường, vị trí cái nô đất này rất là đẹp, là hai mặt tiền luôn, hai mặt tiền đường nhựa, gần đường Mỹ Xuân Ngãi Giao, ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Còn đây là ngã tư này, ngã tư đường này, đường bên hông là đường nông thôn. Cái nô đất này là người ta đang chào bán là hơn 8 tỷ, 8 tỷ 3 năm chục. Cái này là nó tính diện tích từ đâu, từ cột điện trở vào hay nó tính từ mép cọc? Chắc là xung quanh cái lưới B40 này quá. Dạ. Đấy, chắc thế. Đây, đường đất. Xe trọng tải 8 tấn. Đấy, nó kéo dài đến tận cái bờ tường dưới kia. Đang trồng vài cây điều. Đường đẹp. Bây giờ cái nô đất này thì thích hợp cho làm kho xưởng. Ai thích làm kho xưởng thì ra một nối vào một nối, rất là đẹp. Hai mặt tiền luôn. Tám tỷ ba năm chục quý vị nhá. Mấy cái điều to thật luôn. Đây thuộc xã Sông Xoài, xã Phú Mỹ. Kia là đường Mỹ Xuân Ngãi Giao, đèn xanh đèn đỏ. Hai ô tô tránh nhau thoải mái. Đây đường có cái vạch sơn, vạch niền luôn. Xe container đi được, xe container đi thoải mái. Để quý vị nào có nhu cầu mua một lô đất hai mặt tiền đường diện tích hơn 2.000 m², lô này là 8 tỷ 3 năm chục quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.